Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình góp từ sàn OnSwap. Mình sẽ nhận được 500 token On nha các bạn. Một token này nó lấy trên sàn ChessSwap. Này giao 2 các bạn. Rồi video đầu tiên thì các bạn tham gia dự án, các bạn đi phần link mô tả, mở cái link form ra, các bạn đăng nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow và request sẽ pin net nha các bạn. Đây thì các bạn chờ lót đến trang trader mình chút xíu các bạn. Rồi, các bạn chỉ việc bấm theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tự quyết lên nè các bạn. Rồi, bấm test lại nè. Rồi các bạn đi tiếp với một cái bình luận nha tất cả các bạn. Good hay góp đi. Các bạn cứ đánh đại nha các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm trả lời xong các bạn mới đáp lên nha các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join tiếp 3 kênh trailer nữa các bạn, 2 kênh group và 1 kênh nhóm chat nữa các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản, chương trình group này em 5.000 người nha các bạn, nên các bạn làm nhanh nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Hiện tại có 800 gần 1.000 còn cả khá là nhiều nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp 2 kênh gì tránh mất thời gian mình cắt bỏ nha các bạn. Rồi sau khi các bạn join xong hết nhiệm vụ của nó thì có 2 nhiệm vụ các bạn, follow the world và join group. Rồi bắt buộc thì các bạn điền username the world của tất cả các bạn nè. Các bạn mở trang trader của mình ra, các bạn ghi username the world của mình nè, MMO của bạn nè. Con này không có ghép nha các bạn. Rồi tiếp tục username telegram của tất cả các bạn nè. Sau khi tốc càng này nó có về mình sẽ gọi các bạn mở địa chỉ TX với Cholin các bạn. Sau khi tốc càng này có về mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn và mình làm một clip hướng dẫn các bạn swap nha các bạn. 500 tốc càng này khoảng gần 20 đô ạ, cỡ đó ạ. Rồi các bạn chỉ nhấp vào reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ TX cho mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ cái link form nãy ra nha các bạn. Các bạn bắt vô đây nè các bạn. Rồi một tất cả các bạn nào claim cơ 1 thì yêu cầu nó tới trong có giao dịch trên sàn chứng khoán 1000 TX nên mình hôm mình có làm cái rồi bạn muốn gửi các bạn. Mình có làm cái video nhưng mà nó bị trục trặc lỗi nên mình không có up cơ 1 cho tất cả các bạn, mong tất cả các bạn thông cảm nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.